Kiếp từng là binh sĩ Nhật Bản, luân hồi thực sự tồn tại. Câu chuyện của nhà khoa học nghiên cứu về thuyết luân hồi, giáo sư tâm thần học Lance Stevenson. Người Thụy Điển về một người Myanmar đã từng là binh sĩ Nhật Bản thời Thế chiến khiến chúng ta không thể không thừa nhận sự tồn tại của các thế giới khác. Giáo sư tâm thần học Lance Stevenson là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng các nhà khoa học theo đuổi các sự kiện huyền bí và luân hồi. Từ năm 1961 tới nay, ông đã làm việc không mệt mỏi như một con thoi đi khắp các nơi trên thế giới để thu thập, sắp xếp và kiểm chứng các trường hợp nhớ được tiền kiếp ở các quốc gia khác nhau. Đến nay, qua 40 năm, ông thu thập được hơn 2.000 trường hợp luân hồi. Dưới đây là một câu chuyện được giáo sư Stevenson ghi chép lại trong cuốn sách Đứa trẻ nhớ được tiền kiếp xuất bản vào năm 1987. Câu chuyện kể về một binh sĩ Nhật Bản được chuyển sinh tới Myanmar. Giáo sư Stevenson sau 40 nghiên cứu về luân hồi, ông đã có những kết luận đáng kinh ngạc. Tháng 12 năm 1953, Tín Gang Natso Miáo đã được sinh ra trong ngôi làng của Myanmar. Điều kỳ lạ là, vài tháng trước khi sinh, mẹ cô bé bỗng liên tục ngủ mơ thấy một người lính Nhật với vẻ ngoài buồn bã, chỉ mặc một cái quần sóc, cởi trần, đi theo bà và nói rằng ông sẽ đến sống với họ. Bà nhận ra rằng đây là một đầu bếp nấu ăn trong quân đội trong thời kỳ Nhật. Sau khi hạ sinh, người nhà phát hiện thấy ở bụng dưới của cô bé có một cái bớt đen nhỏ. Khi Tín Gang lên 4 tuổi, cô bé tỏ ra rất sợ hãi và khủng hoảng khi nhìn thấy máy bay. Cô bé nói rằng mình đã từng bị máy bay nã súng bắn chết. Thỉnh thoảng cô bé còn tự khóc một mình và thì thầm rất nhớ Nhật Bản. Cô bé Tín Gang Natso Mia tin rằng kiếp trước mình từng là một binh sĩ Nhật Bản. Cô bé cho biết kiếp trước cô là một binh sĩ Nhật Bản đóng quân ở làng này. Vào lúc đó, cô đang ở bên cạnh một đống củi chuẩn bị để nấu ăn, chỉ mặc một chiếc quần sóc, đeo một cái thắt lưng da lớn và không mặc áo. Đột nhiên chiếc máy bay của quân đồng minh từ đâu xuất hiện, họ liên tục nã đạn, do không kịp chạy trốn nên cô đã chết thảm vì một viên đạn găm vào bụng. Cô bé kể rằng, trong kiếp đó cô đến từ miền Bắc của Nhật Bản, đã có vợ và 5 người con. Đứa đầu của cô bé là con trai và trước khi nhập ngũ, cô còn sở hữu một cửa hàng ăn nhỏ. Chính vì những ký ức đó của mình nên Tín Gang từ chối mặc quần áo của con gái, để tóc ngắn, thích chơi với con trai, đặc biệt thích trò chơi làm bộ đội và hay đòi cha mẹ mua súng đồ chơi để chơi. Cô bé còn nói muốn có một cái thắt lưng da để giúp bảo vệ bụng không bị lạnh. Tín Gang cho hay nếu mặc quần áo con gái cô bé sẽ bị đau đầu, da sẽ bị ngứa và chỉ có mặc quần áo con trai mới khiến cô cảm thấy dễ chịu. Khi Tín Gang lên 11 tuổi, nhà trường yêu cầu cô bé bắt buộc phải mặc quần áo của con gái khi đến trường. Cô bé từ chối không mặc, hai bên đều kiên quyết ý kiến của mình, cuối cùng dẫn tới việc cô bé chỉ còn cách nghỉ học. Ước mơ của cô là được tham gia vào quân đội, như những gì cô đã từng là ở kiếp trước. Vào tháng 5 năm 1981, khi tròn 28 tuổi, cô bé nộp đơn xin được tham gia vào quân đội để đi đánh giặc và thề sẽ không bao giờ lập gia đình, chỉ có rất ít người mới có thể nhớ lại tiền kiếp của mình sau khi chuyển sinh đối với họ. Đây không phải là một điều dễ chịu, nhưng việc an bài này thực sự có tác dụng minh chứng rất chân thực cho những người không tin vào tiền kiếp và luân hồi. Nguồn: DKN.